Vâng, xin được mến chào toàn thể quý anh chị đang theo dõi video của kênh mua bán xe cũ. Ngày hôm nay thì em Tùng Lâm Xe Đẹp Auto có địa chỉ tại 46 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Xin giới thiệu với anh chị chiếc xe sedan phân khúc hạng D mới về của nhà em. Vâng, anh chị có thể thấy thì đây là một chiếc Kia Optima phiên bản 2.0, cao cấp nhất, phiên bản hai ghế điện và có cửa sổ trời anh chị nhé. Em vừa mua được chiếc này và hiện tại thì em cũng vừa mới spa cho nó xong, thì hôm nay thì em sẽ cho lên sóng để cho anh chị có thể cùng theo dõi và tham khảo cái sản phẩm này của bên em nhé. Đây là một chiếc xe được sản xuất và đăng ký lần đầu vào tháng 10 của năm 2016 nhé anh chị nhé. Chiếc xe đã lăn bánh được khoảng 4,5 vạn km. Vẫn còn rất là mới luôn. Sau đây thì em xin mời anh chị cùng chiêm ngưỡng qua về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Chiếc xe màu đen, có nội thất màu kem, rất là đẹp, rất là trẻ trung và cá tính phù hợp với cả những anh chị thanh niên đi rất là hợp nha anh chị nhá. Kiểu dáng thiết kế tùy từ năm 2016, tuy nhiên thì nó cũng rất là đẹp và thể thao. Chiếc xe này thì mang biển số gốc thành phố anh chị nhé. Những anh chị nào mà có nhu cầu mua xe ở Hà Nội thì khi mà sang tên thì mình sẽ không mất thêm 20 triệu tiền biển nữa. Chiếc xe này thì hiện tại thì nhà em cũng đã làm thủ tục rút hồ sơ. Hồ sơ đang cầm ở tay đây rồi. Và bây giờ anh chị có nhu cầu mua xe thì mình chỉ việc sang tên thôi. Rất là đơn giản. Đối với những chiếc xe mà bán ra ở bên em thì cam kết cho anh chị bằng văn bản là máy móc khung gầm nguyên bản, xe không đâm đụng, ngập nước, không tai nạn. Đó, không tranh chấp về thủ tục pháp lý. Và bên em thì có hỗ trợ trả góp qua ngân hàng và giá trị vay lên tới 75% giá trị xe anh chị nhé. Nên là anh chị nào mà có nhu cầu mua xe thì có thể alo trực tiếp với em qua số điện thoại 097 22 8892 và em đã ghi sẵn ở trên màn hình. Đó. Lướt qua về phần ngoại thất thì sau đây thì em xin mời anh chị vào quan sát ở bên trong phần nội thất của chiếc xe nhé. Chiếc xe có trang bị nội thất màu kem. Đây là phiên bản đặc biệt nên là sẽ được trang bị hai ghế điện, kể cả ghế phụ bên lái nhé. Đó, mình chỉ quan sát vô lăng với rất nhiều những cái tính năng còn rất là mới nhé. Vô lăng này, bên này là hệ thống nhớ ghế và lên gương tự động nhá, rất là cao cấp. Cái tính năng chiếc xe Kia Optima thì nó rất là nhiều những cái option. Nội thất này, chị có thể quan sát này, rất là mới này. Ghế lái này dường như là nó chưa có những cái vết nhăn nào đáng kể cả, kể cả ghế bên phụ cũng vậy. Tiếp theo là hàng ghế thứ hai nhé anh chị nhé, vẫn còn rất là mới luôn. Chiếc Optima thì ở hàng ghế thứ hai thì sẽ được trang bị thêm đó là cái vè che nắng cũng rất là sang trọng. Ở đây thì được trang bị cửa gió hàng ghế thứ hai và một cái cổng sạc 12V để châm tẩu thuốc và một cổng sạc USB nhá. Sát những cái chi tiết ở phần cánh cửa này nhá, nó cũng rất là nguyên bản nhá. Chưa có sự va chạm.
anh chị quan tâm đến chiếc xe này thì có thể alo trực tiếp cho em theo số điện thoại 097 222 8892. Được xe. Chiếc xe này thì hiện tại đang được bày bán ở cửa hàng em với giá là 695 triệu đồng nhé anh chị nhá. Một chiếc xe hạng D nhưng lại có giá vô cùng hợp lý vào cái thời điểm này. Đó. Vâng, em xin cảm ơn anh chị đã theo dõi đến cuối video nhé. Anh chị quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại mà em ghi ở trên màn hình nhé. Em rất hân hạnh được đón tiếp anh chị ạ. Em xin cảm ơn.